Test chiếc AMD Pioneer VSA AX10 dòng AMD khủng long 30kg. Đây là cổng quang, xoay cái ngõ vào nè. Đây là cổng sát, cổng quang tín hiệu từ Smart TV. Và cổng CD là cổng analog. Đây là nút chỉnh các chế độ âm thanh, nút stereo, xoay sang trái một cái, nhấn 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5, tới chế độ stereo, đây là chế độ nghe nhạc bằng tất cả kênh loa. Đây là chỉnh volume từng kênh loa. Cộng trừ, mở tone lên, tone on lên, sẽ cộng trừ là chọn là cộng trừ bass và cộng trừ chép. Mở low net thì nó sẽ tắt tone. EQ lên, mở EQ. EQ on lên, âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Hai loa chính, loa center, loa surround. Surround. Rồi đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV, cổng sát, cổng analog cho nhạc từ đầu đĩa, có rê và men. Pioneer VSA AX10 Made in Japan 615W.